nó vỡ. Cứ dùng kéo làm tôm này chỉ dùng kéo. Cắt chân thì để lại cái đốt cuối cùng ấy, đừng cắt hết cả cái đốt, cái chân, cái góc của cái chân ấy. Đấy, đúng không? Vẫn sống rồi. Đấy, thấy chưa? Thì chú cứ tôm ta đấy các bạn nhá. Cắt hết chân, hết càng rồi nó còn dễ này. Bây giờ đến ấy đầu. Đầu.